Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Gần đây thì có rất nhiều bạn muốn đến đất nước mặt trời mọc để đi du lịch hay là học tập và làm việc. Vậy thì trước khi đến đó, các bạn hãy cùng Sensei tìm hiểu chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Đó chính là chủ đề khi các bạn đi mua sắm tại Nhật Bản. Trước tiên, khi các bạn đến cửa hàng mà mình cần mua đồ, các bạn có thể liên hệ đến cửa hàng đó và hỏi về thời gian làm việc của cửa hàng đó với mỗi cô chính là Suchirawa nanji kara desu ka? Câu hỏi này với ý nghĩa đó chính là cửa hàng mình thì bắt đầu mở cửa từ lúc mấy giờ vậy? Để hỏi về thời gian đóng cửa của cửa hàng đó thì các bạn sẽ sử dụng câu hỏi đó chính là Suchirawa nanji madi desu ka? Có ý nghĩa là mấy giờ thì cửa hàng mình đóng cửa vậy? Hoặc nếu như các bạn mà ngẫu nhiên đi mua hàng và các bạn sẽ vào cửa hàng đó tìm cái đồ vật mà mình cần mua nhưng không biết là nó ở đâu hoặc là cửa hàng đó có bán hay không, thì các bạn sẽ hỏi nhân viên đó chính là Miruku o sagashiteimasu ka? Arimasu ka? Câu hỏi này là trong trường hợp người đi mua hàng muốn đi mua sữa và họ đã hỏi người bán hàng là tôi đang cần tìm sữa bò, cửa hàng mình có bán không ạ? Nếu như trong trường hợp các bạn mua những đồ vật khác thì các bạn sẽ thay danh từ chỉ đồ vật đó vào đây, thay chỗ Miruku nhé. Tiếp theo, sau khi các bạn đã đến cửa hàng và ngắm được đồ vật mà mình yêu thích rồi thì các bạn sẽ yêu cầu nhân viên là cho tôi xem cái đồ vật đó. Chẳng hạn như ở đây chúng ta đi mua cặp sách chẳng hạn, thì chúng ta sẽ yêu cầu người bán hàng là Kono kabang o misete moraemasu ka? Có nghĩa là có thể cho tôi xem chiếc túi sách này được không ạ? Trong câu này, sensei có từ kabang có nghĩa là cặp sách. Nếu như các bạn mua đồ vật khác thì các bạn cũng thay thế vào đây nhé. Hoặc chúng ta có một ngữ pháp tiếp theo tương tự với câu này để yêu cầu người bán hàng cho mình xem, thì các bạn sẽ nói là Ano kabang o misete kudasai? Có nghĩa là hãy cho tôi xem chiếc túi sách kia. Trong câu này chúng ta vẫn túi sách là kabang, và vị trí lúc này kabang là ở xa chúng ta, thì chúng ta sẽ chỉ ở đằng xa và nói với người bán hàng với câu là ano cộng với danh từ nhé. Tiếp theo, sau khi các bạn đã xem cái đồ vật mà mình yêu thích rồi nhưng mà mình muốn biết là nó có những màu sắc khác hay không, thì các bạn sẽ hỏi người bán hàng là Betsu no iro wa arimasu ka? Câu hỏi này có ý nghĩa là bạn có cái đồ vật giống như thế này nhưng mà màu khác không ạ? Và sau khi các bạn đã xem xét màu sắc và đồ vật mà mình yêu thích rồi ấy, thì nếu như các bạn muốn hỏi về giá tiền thì chúng ta sẽ sử dụng một câu hỏi đó chính là これはいくらですか? Trong câu này chúng ta có từ để hỏi いくら, trong tiếng Nhật có nghĩa là giá bao nhiêu tiền. Tiếp theo là đến phần chúng ta sẽ mặc cả đối với những mặt hàng mà họ không treo giá sẵn như thế này. Thì các bạn sẽ hỏi người bán hàng là ở đây có đang cái đồ vật của mình có đang giảm giá không ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi đó chính là Urirashi wa shiteimasu ka? Hoặc nếu như chúng ta đã biết giá rồi nhưng chúng ta muốn mua một đồ vật giống như vậy nhưng với giá thành rẻ hơn, thì các bạn sẽ hỏi người bán hàng là Motto yasui mono wa arimasu ka? Có nghĩa là bác có cái nào rẻ hơn không ạ? Và sau khi chúng ta đã xem xét kỹ lưỡng đồ vật mà mình thích rồi ý, thì nếu như trong trường hợp các bạn mua đồ thì các bạn sẽ nói với người bán hàng là Ja, kore o kudasai? Câu nói này có ý nghĩa là vậy thì hãy bán cho tôi cái này. Còn trong trường hợp nếu như các bạn mà đi du lịch muốn mua quà về để làm quà tặng, thì các bạn sẽ yêu cầu người bán hàng với câu nói đó chính là Gifuto yoni wrapping o onegai dekimasu ka? Câu nói này có ý nghĩa là bạn hãy vui lòng gói lại thành quà để tôi mang về tặng được không ạ? Hãy chưa ghi. Tiếp theo là đến phần chúng ta thanh toán tiền đúng không nhỉ? Khi các bạn thanh toán tiền thì chúng ta sẽ có hai cách. Thứ nhất là nếu như trong trường hợp các bạn trả bằng tiền mặt thì các bạn sẽ nói với người bán hàng là Genkin de haraimasu. Có nghĩa là tôi sẽ trả bằng tiền mặt. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta thanh toán bằng thẻ thì các bạn sẽ sử dụng câu nói đó chính là Credit card de haru koto ga dekimasu ka? Câu nói này thì chúng ta sẽ nói với người bán hàng trong trường hợp các bạn muốn nói là tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng được không ạ? Và cuối cùng, khi ra khỏi cửa hàng thì các bạn đừng quên nói lời cảm ơn đối với người phục vụ mình nhé. Với câu nói đó chính là Subarashi sabisu o arigato gozaimashita. Có nghĩa là tôi rất vui và cảm ơn bạn vì sự phục vụ rất là tuyệt vời của bạn.
Vậy là trên đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số câu giao tiếp thông dụng khi các bạn đi mua sắm tại Nhật Bản. Hy vọng là qua bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tự tin hơn khi đi mua sắm cũng như là khi giao tiếp với người Nhật. Hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.